chào Giang Giang, chào Trung Đào Chào chị Hằng Phương giống di lợi anh chị Nhiên thấy nhiều anh chị em cũng làm Cái clip mà 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 mà, mà giọng ship di lợi này anh chị Nhiên sẽ đưa cái cái túc ra cho anh chị coi Giọng ship di lợi này ăn cháo đá bát anh chị Chúng ta kêu, gọi, nhưng kêu gọi tất cả anh chị em chúng ta tẩy chai giọng ship di lợi thì anh chị biết giọng ship di lợi thì chắc là sản xuất đi tất cả nước luôn mà rồi trong nước người dân mình là cũng mua giọng ship di lợi mà tới khi mà giọng ship di lợi này mà được giàu mà thành đạt lên á thì anh chị biết là nhờ ai cũng nhờ nhân dân chúng ta mua 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 giọng đó rồi đảng nhà nước ta cũng tạo điều kiện để cho anh ta để mà làm một danh nhân thành đạt khi mà thành đạt rồi khi mà giọng ship di lợi này mà thành đạt rồi anh chị biết tại sao không thì cái 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 cái, cái anh giọng ship di lợi này nè quay lại phản bội chơi tổ quốc chơi việt nam của chúng ta đây cái cái túc của anh ta viết đây nè anh chị nhưng mở camera sao cho anh chị coi nha anh chị đọc nha nè nè anh chị anh chị đọc nha đó thế là thêm hai đứa con để nhìn đọc đây quên lấy cái mắt kiến lên tối không thấy đó thấy là hai đứa con à, con à, nữa trở thành công dân hợp chủng quốc Kỳ à cái bay quốc kỳ. Để nhiên đọc lại câu này Nhiên bị 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 cái gì? bị con mắt nó không có mắt kiến ở trên đây, mắt kiến nó nằm ở dưới anh chị. Cái câu trên là di Lợi giống xếp di Lợi nói như vậy. Thế là hai đứa con nữa trở thành công dân hợp chủng quốc quê kỳ. Anh chị nha. Nhiên sẽ nói cái câu trên thế này anh chị nó thành đạt, nó thành công rồi đó, là nhờ người dân trong nước và Đảng nhà nước ta tạo điều kiện cho nó để cho nó là là, là để cho nó sản xuất đi nè. Cà các cắt nước nè, rồi người dân ta đó cũng là mua giống ở ủng hộ để mà cho anh ta có một cái gia đình khá giả lên, khi anh ta khá giả rồi đó, anh ta đưa hai đứa con đi nước ngoài. Rồi anh ta hỏi anh chị giàu ở trong nước rồi chính hợp chủng quốc quê kỳ à, khi mà anh ta là giàu là giàu ở trong nước mình anh ta bán dọng là những cái đồng tiền mà anh ta được giàu được ngày hôm nay á, là người nhờ người dân trong nước Việt Nam mình chứ không phải nhờ người dân Mỹ nha vậy mà anh di lợi này lại đưa con đi qua Mỹ lại đưa con đi qua Mỹ là sao? Nuôi con lớn lên nha. Nhân dân Việt Nam nuôi anh ta là nuôi nuôi gia đình anh ta. Nuôi gia đình anh ta, nuôi con của anh ta, nuôi cả gia đình anh ta. Đồng tiền của nhân dân ta mua giống anh ta có phải là nuôi tất cả gia đình anh ta không? Quay lại anh ta đá liền, ăn cháo rồi đá, đập cái bát luôn chứ không phải đá nữa. Giống xếp di lợi, ăn cháo rồi đập luôn cái bát bán nhờ cây mà anh ta mà giàu sang phú quý Thì là nhờ nhân dân trong nước Việt Nam chúng ta mua giọng đó rồi khi mà gia đình anh ta mà thành đạt là cũng nhờ nhân dân trong nước khi mà anh ta thành đạt rồi đưa con đi qua Mỹ anh ta lên tung hô liền giờ hai đứa con ta ảnh à, đi đi qua bên được nước Mỹ này là được gì hợp chủng quê kỳ rồi đầu quay lại chơi Việt Nam anh chị nghe nghiên đọc tiếp theo nào Bắt đầu đọc gì nè Máy bay Việt Nam Là dân Là dân Việt Nam Là xui tặng mạng Khốn nạn không anh chị Anh chị thấy khốn nạn ship gì lợi không ship giọng, giọng à, xếp gì lợi không Dân tộc Việt Nam ta Cả dân tộc 96, 97 triệu dân ta Còn mấy triệu dân ở ngoài, ở ngoại nữa Mua giọng của anh ta để chi để mà để cho anh ta để nộp những cái đồng tiền anh ta mà giàu có đó là nhờ dân dân việt nam khi mà anh ta giàu có rồi ở trong nước mình rồi đưa con qua nước ngoài quên lại quay lại quên tổ quốc quên bao nhiêu công lao máu xương ông ta ông cha ta gìn giữ gây dựng cái đất nước được bình yên gìn giữ được cái đất nước bình yên thì anh ta tới ngày hôm nay anh ta sống trong cái cuộc sống hòa bình thì người dân được cơm no áo ấm rồi thì người dân nói sao người dân chúng ta mới là mua giọng này kia để ủng hộ để cho anh ta có cuộc sống giàu có lên là nhờ gì nhờ ông bà mình nhờ đảng nhà nước ta nhờ ông bà mình giữ đất nước này quay lại quay lại đưa giàu có đưa con đi rồi quay lại chửi sao máy bay việt nam là nhân dân việt nam xui tận mạng anh chị thấy nó khốn nạn không anh chị thấy giọng ship giọng ship di lợi khốn nạn không chính người dân nuôi mà người dân nuôi mua võng rồi nuôi gia đình anh ta rồi đợi đưa anh ta đưa vợ con đi hết rồi giàu có lên rồi đi qua mỹ vậy quay lại cái nói là ở việt nam xui tặng mạng rồi quay lại cái câu này nữa nha chị ha cái câu này nè rồi anh ta sao anh ta đưa cái này nè đó anh ta đưa vợ đưa con về chống dịch nè ha nói câu việt nam là xui tặng mạng quay lại quay lại đem con vợ con về trốn Việt nè anh chị đã thấy chưa anh chị thấy chưa xui tặng mạng sao về việt nam làm gì đó đây giọng ship di lợi đây anh chị hình ảnh có luôn nè anh chị đó đó anh chị thấy chưa quay ngang nhân dân việt nam mua giọng anh ta để cho anh ta có cuộc sống giàu có giàu sang phú quý anh ta đầu lúc chưa có dịch bệnh á anh ta đem con đem vợ ra nước mỹ đó, đầu quay lại chơi bay việt nam bây giờ tới khi mà nước mỹ bùng phát dịch bệnh tràn lan dị đem con trở về việt nam chơi bay quay lại chơi bay việt nam là đem con là về đầu bắt đầu là gì bắt đầu nhờ cái là nhờ cái cái gì cái chính dịch bệnh mà còn nói một câu nè Ngài về chiến thắng bệnh tật của Nguyễn Lâm Như Quỳnh Ơn đảng Cái ơn đảng nha Ơn đảng cái chấm chấm nha Ơn đảng cộng cái chấm chấm quà nha Ơn bác Hồ Ba Ma Anh chị thấy không chấm chấm đó nha Cái loại mà tôi nói ăn cháo đái vô bác nè Đọc ăn cháo mà đọc vô bác này nè Ăn cháo mà đọc luôn cái bác này Giống như là anh chị Tẩy chai nhiên đưa những cái bằng chứng lên nó viết bài như vậy tẩy chay anh chị đó. rồi so sánh anh chị rồi so sánh đó nha rồi so sánh thời kỳ ngô đình diệm rồi so sánh với những cái mà hoa hậu của mình bây giờ nó cắt ghét nó nó xuyên tạc đủ cách đủ kiểu anh chị đó. xuyên tạc này giọng xếp với lợi xuyên xuyên tạc đủ cách đủ kiểu đó anh chị cho nên á Hầu năm 2017 nhiên cũng nói về giống ship di lợi một lần rồi Bây giờ giống ship di lợi tái sức giang hồ là xuyên tạc tiếp nữa Thì nhiên qua cái clip này nhiên cũng gửi đến cô bác anh chị chúng ta Tẩy chai những cái thành phần này Khi mà chúng ta là mình mình cũng công ty nào mà mà đang đặt ở trên đất nước Việt Nam mình thì làm có lợi giấc nước Việt Nam mình và tạo công ăn việc làm cho người dân Việt Nam mình thì nhiên mừng đúng không anh chị thì là mình là người dân mà là sao mình chung tay là mình mua những cái món hàng đó để cho cái doanh nghiệp đó để họ có lời ra rồi mình mình quảng cáo dùm cho họ ừ cái 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 công ty này ông này ông ông làm ra cái sản phẩm là tốt đẹp lắm nè các anh chị mua đi thế này thế kia đi người nói một tiếng đầu đầu mọi người nó loan tỏ ra nhưng mà giọng ship di lợi này bán bán được hàng được thành đạt rồi quay lại chửi quê hương chửi đất nước mà tôn sùng cái cái nước mỹ anh chị coi nè lúc nào cũng tôn sùng nước mỹ hết anh chị thấy không đó nè anh chị coi nè tôn sùng nước mỹ Nhưng đưa luôn nè nha yeah. đó, anh chị thấy không tôn sùng nước mỹ đó anh chị thấy không anh chị đó tôn sùng nước mỹ vậy đó anh chị thấy không đó cái gì cũng mỹ cái gì cũng mỹ nhất cái gì cũng mỹ giỏi mỹ nhất hết á thì xong rồi bây giờ á chơi mỹ là hai đứa con họp cho chủng quốc quy kỳ thôi ở bên mỹ đi dịch bệnh ở mỹ luôn đi chơi việt nam rồi bây giờ về việt nam làm gì chơi việt nam mà về việt nam làm gì nè đó, rồi xuyên tạc nữa nè Đó thời đại hồ chí minh với thời đại ngô đình diệm nè anh chị qua hậu thời đại ngô đình diệm là thời đại hồ chí minh nè anh chị nó xúc phạm bắt hồ chúng ta luôn nè anh chị đó rồi anh chị thấy không nè coi nè Bye bay việt nam nhé là nhân dân việt nam là xui là dân việt nam xui tận mạng nè anh chị anh chị nào mua giọng ship di lợi này rồi đọc cái 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 túc này dùm cho nhiên đây nè thế là hai con hai đứa con À, nữa trở thành hợp chủng quốc quy kỳ bye bay việt nam đó à, dân việt nam xui tận mạng nè anh chị thấy không không thể nào xui xẻo hơn được nữa còn dân nào xấu hơn đó là dân uh, trung quốc và việt nam nói theo anh chị Còn, đó chế độ tốt sẽ tạo ra người tốt chế độ xấu sẽ tạo ra người xấu anh chị thấy không ở trên đất nước Việt Nam đã thành công rồi mà còn chơi đã thành công rồi đó học cũng gì học kỹ sư học kỹ sư mà kỹ sư bên bên ngành 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 sắt thép này là cái gì kỹ sư kỹ sư địa kỹ sư gì kỹ sư hàng này gọi kỹ sư gì nhiên không biết nói gì được rồi đó chế độ cộng sản ta đó. chế độ việt nam ta tạo ra con người tốt như nó đó làm kỹ sư đó rồi bây giờ sao nó làm kỹ sư đó nó làm ra những cái sản phẩm của nó đó. rồi bây giờ là nó làm được sản phẩm nó rồi nó bán cho nhân dân việt nam rồi nhân dân việt nam mua để nó làm giàu rồi xong bây giờ nó đưa con nó qua vợ con nó qua mỹ quay lại nó chửi nhân dân việt nam nghèo à, à, nhân dân việt nam á hả là xui rồi hả rồi chơi chế độ việt nam chúng ta nữa anh chị thấy thằng xích giống gì lời khốn nạn mắc dạy không anh chị cho nên nhưng kêu gọi tất cả cô bác anh chị em chúng ta lần này không tha thứ nữa tẩy chay luôn cái loại này là tẩy chay không mua nữa tuyệt đó không mua lỡ mua rồi xài đứt cái đó rồi mình đi mua cái cái giống khác anh chị đó, hôm nay là chủ đề hai chủ đề gì em chào chị bạch yến nhưng chào cả nhà nhưng chúc các anh chị buổi tối hạnh phúc vui vẻ ngủ ngon nha anh chị Có Mon rồi cũng không có làm được Hello, hello em Hải Vũ nhưng Chào tất cả anh chị nha chào tất cả anh chị nha Chúc anh chị một đêm Ngủ ngon giấc và các anh chị ở bên nước ngoài thì Có một ngày mới tràn đầy Hạnh phúc Và nhiều sức khỏe nha nhưng chào cả nhà nhưng Chào anh chị em cô bác nha